Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phóng sự Đêm Gia Đình, Family Night, năm thứ 42 tại Đại học Maryland, UMCP, được tổ chức vào tối 7 tháng 3 vừa qua. Chương trình do Đậu Thanh Vân và Nam Anh thực hiện. Đêm Gia Đình với mục đích gìn giữ truyền thống văn hóa, tinh thần mái ấm gia đình của người Mỹ gốc Việt và đặc biệt là nhằm phát huy mối liên kết thân ái giữa các gia đình và giới trẻ người Mỹ gốc Việt với nhau, đã bắt đầu thành hình từ năm 1978. Cũng cùng mục đích trên và cũng nhằm tiếp nối và duy trì Đêm Gia Đình, Hội Sinh viên Người Việt tại Đại học Maryland College Park đã long trọng khai mạc Đêm Gia Đình, tổ chức lần thứ 42 vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 7 tháng 3 năm 2020 tại Hope Theater trong khuôn viên của trường Đại học Maryland. Chúng ta không thể không nhắc đến Hội Sinh viên Người Việt tại Đại học Maryland College Park với những thành tựu to lớn nở rộ. Nhiều năm qua, biết bao gương mặt tươi trẻ, những khoa học gia, kỹ sư, tiến sĩ v.v. với tấm lòng can đảm phấn đấu và kiên trì khắc phục mọi hoàn cảnh đã luôn mạnh dạn bước tới, nêu cao tinh thần dấn thân phục vụ trên khắp nẻo đường của quê hương thứ hai và nhiều nơi trên thế giới. Matthew Nguyễn là trưởng ban tổ chức Family Night năm nay, đã cùng với gần 100 sinh viên của UMCP thực hiện một chương trình Đêm Gia Đình với chủ đề được mang tên Bonds, mà chúng tôi qua ý nghĩa của buổi lễ tạm dịch là gắn bó. Với thành phần tham dự đông đảo từ quan khách, quý thân hữu và gia đình của các cựu sinh viên UMPC, đặc biệt là sự tham gia của các sinh viên quy tụ từ 13 trường đại học từ New York đến North Carolina. Phần nghi thức khai mạc Đêm Gia Đình đã được cử hành trang nghiêm với lễ chào quốc kỳ, hát quốc ca Hoa Kỳ và quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Khai mạc chương trình, trong diễn văn chào mừng quan khách của cô Tiffany Cao, Chủ tịch của Hội Sinh viên UMPC đã cảm ơn mọi người đến tham dự và cũng không quên cảm ơn Harry Trần là người thông dịch tiếng Việt giúp cô. Đặc biệt, cô đã chân thành phát biểu riêng với mẹ mình. Thưa mẹ, trong những lúc như thế này, con mới thấy hối tiếc là lúc con còn nhỏ, con đã không nghe lời mẹ học tiếng Việt. Con xin lỗi mẹ, mẹ đã rất có lý khi dạy con như thế. Cô nói tiếp, bản thân mình cũng như phần lớn các bạn khác như cô đã vì sinh ra và lớn lên ở đây nên không có cơ hội hiểu được giá trị truyền thống văn hóa Việt. Chúng tôi nhận thấy lời phát biểu đầy ấn tượng trên của Tiffany Cao, Chủ tịch của Hội Sinh viên UMPC, chẳng những đã gây được sự xúc động trong lòng quan khách tham dự mà còn có tác động tâm lý rất hữu hiệu trong lòng các thanh niên trẻ đang có mặt, một cách tự thân mình, nhắc nhở các bạn đồng hoàn cảnh, đồng trang lứa với mình, tầm quan trọng về việc tranh đấu bản thân, thu xếp thời giờ để học tập và trao dồi tiếng mẹ đẻ trên quê hương thứ hai, cũng là nơi mà nhiều em đã sinh ra và lớn lên. Phát biểu tiếp về cơ hội để tìm hiểu giá trị truyền thống dân tộc, cô đã chia sẻ, riêng bản thân cô, nhờ tham gia vào VSA, nên cô mới có dịp sinh hoạt và biết rõ hơn về cộng đồng người Việt. Cô cũng tâm sự, khi bỏ công sức tham gia với VSA suốt 3 năm qua, cô cũng có những lúc khó khăn, vất vả, thất vọng và căng thẳng, nhưng ngược lại cũng đem lại nhiều phần thưởng tinh thần quý giá cho cô. Tiếp theo diễn văn khai mạc là phần giới thiệu ban điều hành của VSAUMCP. Hàng năm thì VSA đã có phát hành tập sàn góp gió. Năm nay, tạp chí đã được cô Amy Trần thực hiện với những hình ảnh sinh hoạt và bài viết của nhiều sinh viên hăng hái, cộng tác.
Then là Amy Trang bên University of Maryland College Park Vietnamese Student Association. Dạ con là người làm tờ báo của mình gọi là The magazine is to look back at our entire school year. We want to show everything that the Vietnamese Student Association has done together as an organization. We have pictures from people throughout the years. We have submissions. We have people sharing their Vietnamese names, what it means to them, their Vietnamese family traditions. They share their Vietnamese, they're just Vietnamese culture. And the whole point of the magazine is to share more about Vietnamese culture along with sharing, combining American culture. And I worked on it all year, all semester, and it was a lot of work, but it was worth it in the end. So I hope everybody enjoys reading. Ngoài ra, chúng tôi cũng được biết để chuẩn bị cho phần văn nghệ không thể thiếu trong đêm gia đình, các em đã viết ra hơn 50 trang kịch bản cho chương trình và tập dượt từ 8 tháng trước. Bởi thế, chúng tôi không ngạc nhiên khi tất cả quan khách tham dự đã thích thú theo dõi và khen ngợi các tiết mục văn nghệ thật đa dạng của các em. Từ màn trình diễn múa quạt, múa lân cho đến trình diễn thời trang áo dài, có cả thời trang các thập niên cũ. Rồi đến màn áo thuật, phần trình diễn các bài hát Việt Mỹ với các đoạn ghi hình vui nhộn gợi nhớ đến phong tục tập quán xã hội Mỹ Việt. Các tiết mục lồng trong vở kịch Tình yêu tình bạn của đôi bạn học, anh Harry Trần cho biết. Theme is the understanding that not everything you want it comes to you. So today there'll be a main character. His name is Vin, and he'll be acting. And then his lover or the person he loves, his name is An, and An is marrying someone else, but Vin is still in love with her. But he needs to learn to move on and do other things with his life and find someone else he can love. Chương trình văn nghệ rất phong phú, được kết thúc bằng những bài múa hip hop tân thời, kết thúc thành công vào lúc 10:30 cùng ngày. Con là năm thứ ba của học kỹ sư, làm kỹ sư, và năm nay là lần đầu tiên con học trong family night, nhưng mà con đi tại vì con muốn gặp mấy bạn của con và học múa quạt. Và lên sân khấu thì hơi hồi hộp, nhưng mà sau khi xong là rất là vui. Em tên là Trâm, là cựu học sinh của trường Maryland. Hôm nay tới đây là tại vì có mấy em với là có đứa con nó làm cái fan dance, nó trong cái hội VSA và làm cái performance này cho cả gia đình là ngày family night. Là có, đó là truyền thống của trường Maryland từ xưa tới giờ, thì em rất là phục mấy em đã là làm việc rất là cực nhọc để mà cho cái buổi performance này. Tôi có những đứa con tới học ở đây đã, bây giờ các con đã ra trường rồi và tôi vẫn ở lại để đến coi family night của các em. Năm nay là năm 42 rồi, thật sự tôi rất vui vì các em nó còn nhỏ. Bây giờ mấy em lớn hướng dẫn như em nhỏ vẫn hát những bài quốc thiệu Việt Nam và Mỹ, thử cho rất là hãnh diện.